Em ơi, giới thiệu với anh em con 3T68 này nè. T này 68. Con này không đóng số ngựa và số tua nè. Con này màu xám đen nha. Nay khách chốt rồi, mới vừa chốt xong mình làm lặn sáng mai giao cho khách luôn. Đi gỡ lặt giặt với lắp đường nước cho khách nghe nè. Giao cho khách ở Tây Ninh nè. Trước mình là có bán gì mà ngoài cái nghe nè. Nè ông anh ở gần để giới thiệu. Mình bán thêm cái nữa. 68 sắc nhỏ màu xám đen. Máy đẹp lắm nghe nè. Ông anh có đặt thêm làm thêm cái đường nước nghe nè, đường nước với cái chụp poly. Đây, chụp poly. Chụp poly này chưa gánh giật nghe nè. Đường nước bỏ bơm trộn. Đường nước này ống 21 nha. Có bình luôn, bình chứa nước đây luôn. Máy còn khá đẹp nghe nè. Vậy nó hơi bị chối nha. Mình chuẩn bị chở ra bến cẩu gửi xe nghe nè. Đây, mình chở ra tới bến cẩu nghe nè. Đang chuẩn bị đợi đón xe gửi nha. Con này màu xám đen nghe nè. Đây, mùa lửa còn đen bung nghe nè.